Kiếmomo.com chọn chẵn hay lẻ là ra tiền, trả thưởng trong vòng 5 giây, giao dịch hoàn toàn tự động 24 trên 7, cùng với các phần quà hàng tuần hàng tháng vô cùng giá trị và hấp dẫn. Truy cập ngay kiếmomo.com để cho anh em nhé. Top 5 cái nhất trong trang phục của Liên Quân. Tướng có nhiều skin nhất, Violet được ví như con cưng của Garena khi nhà phát hành tung tới 14 trang phục khác nhau cho cô nàng, đã gồm skin gốc sắp tới. Violet chuẩn bị có thêm một trang phục bậc SS nữa, nâng tổng số phục trang lên mốc 15. Violet đang dẫn đầu Liên Quân Mobile về số lượng skin, tới mức một số game thủ gọi tên bản tiếng Anh của AOV Arena of Valor Liên Quân Mobile là Arena of Violet. Cô nàng đang có tới 3 trang phục SS hữu hạn, một trang phục SSS và nhiều skin hữu hạn theo sự kiện khác. Cũng nhờ đó, thủ đồ của Violet đang có tổng giá trị cao nhất game. Tướng ít skin nhất, trái với Violet, Hero là tướng có ít skin nhất nếu tính luôn cả trang phục mặc địch. Thực tế, anh chàng này không có bất kỳ trang phục nào, dù chỉ là bậc A, đây là một trong những lý do khiến vị tướng này ít được người chơi lựa chọn, bị xem như con ghẻ. Bên cạnh đó, lối chơi của Hero cũng không có nét thú vị nổi bật nào. Trang phục đắt nhất game, không phải là SSS của Violet, Tevanus hay bất kỳ trang phục SSS nào là món skin đắt nhất Liên Quân Mobile. Vinh dự này thuộc về Ngộ Không với skin mang tên Nhóc Tỷ Bá Đạo, đây là phục trang yêu cầu tiến hóa với 5 bậc khác nhau. Người chơi sẽ phải bỏ tiền mua đá tiến hóa, hoặc nhận miễn phí với số lượng hạn chế từ các sự kiện. Dù trang phục ở cấp sơ khai được tặng miễn phí theo tính toán, để skin Nhóc Tỷ Bá Đạo đạt cấp tối đa, có đầy đủ hiệu ứng, người chơi phải tốn từ 4.500 tới 5.500 quân huy. Số tiền này tương đương khoảng 2 đến 2,7 triệu đồng, cao hơn chi phí cần thiết để sở hữu một skin SSS bất kỳ tại các sự kiện mở bán. Skin thường có giá bán đắt nhất, một bộ skin thường bậc SS mở bán không giới hạn sự kiện, trong cửa hàng có giá trung bình 799 quân huy hoặc có thể thấp hơn, nhưng để sở hữu trang phục SS Rat Chiến Thần Muay Thái, người chơi sẽ phải bỏ ra tới 999 quân huy, khoảng 500.000 đồng. Đây là skin thường đắt nhất không chỉ của Rust mà còn của toàn bộ game Liên Quân Mobile hiện nay. Đổi lại, trải nghiệm Rust Chiến Thần Muay Thái được nhiều game thủ đánh giá sướng hơn hẳn so với các trang phục còn lại của vị tướng này, và là món trang sức không thể thiếu với những best Rust. Sẽ không ngoa khi nói cầm Rust Muay Thái chưa chắc đã là best Rust, nhưng đã là best Rust thì phải có skin Muay Thái. Tướng đấu sĩ duy nhất có skin bậc SSS, đóng vai trò đấu sĩ kiêm sát thủ, Eri đang sở hữu trang phục SSS mang tên Mích Hải Thánh Nữ, duy nhất của dàn đấu sĩ hiện nay. Skin này mở bán giới hạn theo sự kiện. Ước tính cần khoảng 1,2 đến 1,5 triệu đồng để sở hữu. Mích Hải Thánh Nữ được đánh giá rất cao nhờ hiệu ứng đẹp mắt, uyển chuyển và tạo cảm giác đánh Eri khác bọt hoàn toàn. Eri từng là nỗi kinh hoàng dù ở vai trò solo đường tà thần hay sát thủ đi rừng, nhờ khả năng đánh sát thương chuẩn, có hồi máu, bộ chiêu thức nhanh nhẹn kèm khả năng cơ động là hot pick một thời. Cô nàng cũng được ưu ái tới 13 trang phục, trong đó có một SS và một SS tuyệt sắc, chỉ có được khi vẽ bùa tuyệt sắc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ mình với nhé.